Sau 28 tiếng đồng hồ sấy hồng thì bây giờ mình được hai dĩa hồng rất là ngon nè cô chú anh chị. Mình phải bóp, mình xoa như vậy nha các bạn. Thì trái hồng mình nó mới đẹp ha. Mấy miếng hồng á thì nó tươm mật tự nhiên của cái trái hồng, Út không có bỏ đường gì hết trơn ha. Và miếng hồng vừa phải, không dày quá cũng không mỏng quá. Mình ăn như vậy á thì mình có thể ăn miếng thứ hai, thứ ba. Ôi trời, con gì? Hello cô chú anh chị và các em, hôm nay Út vô bếp để làm món hồng sấy khô chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Việt Nam của mình. Và Út cũng muốn chia sẻ cái cách sấy hồng của Út để cho các em mới bắt đầu vào bếp sấy được miếng hồng ngon dẻo cho gia đình mình thưởng thức ngày Tết nha. Hồng này thì mình hái sau vườn vô và mình để 5 ngày. Sau khi mình để 5 ngày, trái hồng của mình nó chín đậm, đường nhiều thì mình sấy trái hồng mình ra nó mới dẻo và ngon. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ha. Cho vào thau nước một muỗng ăn canh muối, quậy tan. Khi mình gọt hồng thì mình ngâm vào để cho hồng của mình nó bớt mủ nha. Ông xã mình yêu cầu mình á làm một mớ hồng sấy nguyên trái thì bây giờ mình sẽ làm vài trái nguyên trái nè, mình lựa cái trái nhỏ nhất luôn đó các bạn, mấy cái trái đèo đẹp đó ha, thì mình sấy nguyên trái cho anh, còn bao nhiêu thì mình cắt ra. Thì bây giờ một trái hồng này mình cắt làm ba loại ha. Mình cắt làm 2, làm 3 và làm 4. Và một số thì mình để nguyên trái như vậy. Mình để làm 2 á thì sấy nó lâu hơn các bạn. Còn các bạn cắt làm 3, làm 4 thì mình sấy nó lẹ hơn ha. Cái này mình cắt làm ba nè các bạn.
Giờ trái này mình cắt làm tư ha. Nó hơi trơn, mình cắt cẩn thận thôi đứt tay, tại nó chín á. Hồng chín ngon hấp dẫn quá, ăn miếng cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Trước khi bỏ hồng vô sấy thì Út nói sơ về cái lò này. Út mua ở Home Depot vào năm trước. Lò này thì có nhiều chức năng khác nhau, giống như là vừa sấy được rồi vừa nướng thịt, chiên không dầu được luôn ha. Tổng cộng là được 5 dĩ đó. Mình sẽ chắc cái dĩ hồng dày nhất lên trên cùng luôn nha. Máy này thì có nhiều chức năng khác nhau, nên hôm nay mình sấy hồng thì mình chọn chức năng là sấy. Đây là chức năng sấy nè. Và nó hiện lên 130 độ F cho 8 tiếng. Mình để nguyên như vậy thì mình chỉ cần bấm start thôi. Đây là nút start, nút on, nút off đó các bạn, tắt mở ha. Còn nếu mà mình muốn chỉnh 6 tiếng hoặc 5 tiếng, 7 tiếng gì đó thì đây là cái mũi tên xuống mình chỉnh nè. Đó. Rồi mình muốn lên thì mình bấm lên nữa. Còn bên đây á, là nhiệt độ nè, 130 độ F hay là 135, 140 gì đó tùy mình chỉnh ha. Nhưng mà mình á, thì mình chỉnh chế độ thấp nhất là 130, tại vì mình muốn sấy từ từ thôi, mình không có muốn sấy ép. Chế độ sấy á, thường là 130 là ok đó các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ sấy 6 tiếng. Rồi sau đó mình kiểm tra hồng của mình ha. Mở lò lên thì sau đó mình có thể đi làm công việc khác, vì sau 6 tiếng thì lò nó tự động tắt. Đây là cái hiệu của tên lò nè. Năm trước mình mua chưa tới 150 đô, nhưng mà hôm nay mình mới check ở trên Home Depot thì 159 đồng mấy chục sen đó các bạn. Tại vì năm nào cái gì cũng lên giá ha. Lò này thì dạng như gia đình mình nhỏ nhỏ đó thì mình sấy được, còn như gia đình đông hoặc là mình sấy mình bán thì mình mua cái máy lớn hơn cũng được 5 dĩ là nhiều đó các bạn ha. Hồng của mình đã sấy được 6 tiếng rồi nè. Bây giờ mình mở ra và mình chợ cái miếng hồng lại ha. Mấy dĩ hồng cũng đã được chợ xong và bây giờ mình đóng cái máy lại. Sẽ sấy tiếp tục 6 tiếng nữa ha. Đã sấy được 12 tiếng rồi nè. Giờ mình mở ra và kiểm tra cái hồng của mình nó thế nào rồi ha. Wow, cái màu nó đẹp và nó tươm mật rồi nè. Xem dĩ thứ hai coi thế nào. Đây, dĩ thứ hai. Dĩ thứ ba thì có vẻ còn hơi ướt hơn nữa nè. Ngon quá nè. Nhưng mà có vẻ là còn hơi ướt nha. Mình thấy mà nó còn ướt thì mình phải sấy thêm. Tại vì hồng này nó phải khô và dẻo
Nếu ướt á thì mình ăn nó giòn giòn, nó còn cái độ giòn của hồng á. Nếu các bạn nào mới sấy lần đầu tiên mà không có biết được là nó được hay chưa thì các bạn có thể bẻ một miếng mình ăn thử ha. Khi mình ăn mà mình cảm thấy được cái độ giòn nó còn thì đừng có lấy ra và mình tiếp tục sấy nữa. Đó, giống như vậy nè, mình cũng có thể thấy được nè, thấy không? Mấy cái này là nó còn sống đó. Sống thì ăn không có ngon các bạn, mình phải khô lại thiệt là khô và dẻo. Đó, cái này thì nó khô lại nè, nhưng mà cái phần chỗ dày nè nó cũng còn hơi ướt chút nữa. Mấy cái trái hồng mà nguyên trái nè, đó, nó tươm mật đẹp ha. Nhưng mà mình bóp vô mình cảm thấy nó không có dẻo lại, nó vẫn còn cứng, rất là cứng ở bên trong luôn đó. Giờ mình sẽ mình lấy mình mà xa nó nha. Đó, mình bóp cho nó đều trái giống như mình định hình nó đó, đó các bạn. Rồi mình lấy một cái dao hay cái miếng gì đó, mình đè nó lại cũng được, còn không thì mình lấy tay mình bóp như vậy nè. Đó. Mình bóp để mình định hình cho cái trái hồng nó tròn, nó đều, nó đẹp đó. Thấy không? Hồi nãy nó xấu xí dễ sợ ha. Mình bóp xong nó đẹp rồi nè. Rồi mình sẽ tiếp tục sấy. Đây. Một trái bóp rồi, một trái chưa bóp ha. Thì các bạn có thể so sánh lại xấu ha. Đó, bây giờ mình tiếp tục mình bóp những cái trái hồng nguyên trái của mình và bỏ vô sấy tiếp tục nữa. Giờ mình sẽ bỏ vô sấy tiếp tục 2 tiếng nữa để những cái miếng nhỏ và những cái miếng mỏng mà mình cắt không có đều tay đó nó khô thì mình lấy ra trước. Giống như miếng này nè, tầm khoảng 2 tiếng nữa là được rồi đó. Giờ thì tổng cộng là đã 14 tiếng thì máy sấy đã tắt rồi. Mình sẽ mở ra và mình kiểm tra ở bên trong coi miếng nào khô mình lấy ra trước, và mình sẽ dồn từng cái dĩ hồng lại với nhau. Vì khi mình sấy khô xong rồi đó các bạn thì nó hồng nó teo lại nè, đó. Miếng này được nè, cứng rồi đó. Và miếng này nè, cũng được luôn rồi đó. Đó, cái độ dẻo của nó không có còn chảy cái nước hồng ra ha. Mình sẽ lấy ra trước. Mấy cái miếng mà mình cắt cái phần ở trên đó các bạn, trên cái cuốn thì nó hơi mỏng nè, cho nên nó khô trước. Miếng này thì hơi dày nè, chưa được nha. Đó, như là còn cái hồng tươi ở trong chính giữa đó. Đó, mình phải sấy tiếp tục ha. Tổng cộng 4 dĩ, bây giờ mình lấy ra bớt, còn nhiêu nè, mình sấy tiếp tục ha. Sau 28 tiếng đồng hồ sấy hồng thì bây giờ mình được hai dĩa hồng rất là ngon nè cô chú anh chị. Hấp dẫn không? Bây giờ Út sẽ đi nấu một ấm nước, châm một tách trà để ăn uống nhâm nhi với cô chú anh chị và các em nha. Ngon không cô chú anh chị và các em? Làm đi nha, làm hồng đi. Hồng làm cực nhưng mà mình sấy mình ăn rất là ngon, đặc biệt là cho gia đình mình ăn, thưởng thức một miếng thôi là nhớ suốt đời luôn đó.
trà này Út mua Costco nè, thấy uống được lắm đó, của Nhật, organic nữa, mình không có quảng cáo mà mình thấy uống được, mình chia sẻ đến cho cả nhà mình biết luôn nha. Để sấy hồng được ngon thì mình sấy với nhiệt độ là 130 độ F. Với những cái trái hồng nguyên trái thì mình sấy tổng cộng là 28 tiếng. Còn nửa trái đó thì mình sấy là 25 tiếng. Cắt làm 3 thì 15 tiếng, còn mình cắt làm 4 á thì 12 tiếng. Nói chung là tùy cái trái hồng lớn nhỏ của các bạn nữa nha. Rồi mình cắt có đều tay hay không? Nhưng mà khi các bạn sấy hồng thì mình nên để ý là miếng hồng của mình trước khi lấy ra nó phải khô và nó tơm mật như vậy nè, nó dẻo thì mới đạt được nha. Còn nếu mà hồng của mình á, nó còn cái độ mà tươi của trái hồng giống như là còn sống đó thì nó chưa có đạt được. Mình đừng sấy khô quá thì ăn cái miếng hồng nó không có dẻo nữa. Đa số những miếng hồng của mình nó đều tươm mật rất là ngon nè. Mình có sấy thêm một trái hồng sống, thật là sống để cho các bạn xem nè. Thấy không? Nó khô, nó đâu có dẻo, đâu có tươm mật đâu. Nếu các bạn không có thời gian á thì mình cắt trái hồng mình làm 3 làm 4 thôi nha. Đừng có cắt làm 5 hoặc 6 7 á thì nó mỏng quá nó không có ngon. Mấy miếng hồng mình vừa lấy ở trong lò ra nè, mình để bên ngoài tầm khoảng 10-15 phút gì đó, sau đó mình mới cho vào trong hũ nha. Đây là đợt hồng thứ ba mà mình sấy nè. Mình sấy rất là nhiều để cho gia đình ăn nữa. Các bạn biết là hồng nó ngon như thế nào rồi đó. Mặc dù nó cực nhưng mà mình rất là thích làm mỗi năm. Mời cô chú anh chị và các em ăn thử miếng hồng sấy với Út nha. Rất là ngon luôn. Coi miếng hồng nó dẻo nè. Ngon quá chừng luôn. Uống miếng trà cho nó đỡ ngọt nha. Rất là ngon và tuyệt vời. Tết mình có dĩa hồng, mình đãi khách hoặc là gia đình là ngon số 1 luôn cô chú anh chị và các em ơi. Thường hồng á mình ăn trong vòng 1 tuần lễ thì mình để bên ngoài. Còn nếu mà các bạn ăn lâu á thì mình nên bỏ vô trong một cái hũ giống như vậy nè. Mình có nắp để kín lại, bỏ vô trong tủ lạnh. Trước khi ăn mình lấy ra mình hâm tầm khoảng 20-30 giây, tùy ít hay nhiều ha. Rồi mình ăn rất là ngon. Giờ Út xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ Út trong suốt thời gian qua. Nếu được thì hãy cho Út xin một like và một đăng ký kênh. Nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới ra. Cảm ơn rất là nhiều. Bye!